Đàm Tùng Vận thổ lộ Lý Tiêm Tiêm là cô gái có bộ não đặc biệt. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy vai Lý Tiêm Tiêm của Đàm Tùng Vận trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà mang lại cho Đàm Tùng Vận rất nhiều thành công ngoài sức tưởng tượng, khiến cô trở thành một trong những nữ hoàng rating. Ngoài ra luôn có tên trong danh sách những ngôi sao được yêu thích nhất của các giải thưởng lớn. Tuy nhiên với Đàm Tùng Vận, nhân vật Lý Tiêm Tiêm trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà không đơn thuần chỉ là vai diễn mà còn là sự đầu tư, thấu hiểu một cách kỳ công để có thể đồng cảm với suy nghĩ và lối sống, phong cách hành động của nhân vật. Khi nhận xét về Lý Tiêm Tiêm ở Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, Đàm Tùng Vận chia sẻ: Lý Tiêm Tiêm có suy nghĩ rất đặc biệt, tôi thích cách cô ấy chữa lành cho mọi người theo phong cách của riêng cô. Bạn sẽ nghĩ cô ấy sẽ làm thế này, nhưng rồi cô ấy lại làm theo cách khác. Hơn nữa cái cách khác đó bạn sẽ thấy vẫn đáng yêu và không có gì kỳ quái. Và đây là điểm khiến tôi cảm thấy rất dễ thương và đặc biệt thích ở Lý Tiêm Tiêm. Lý Tiêm Tiêm được cho là chạm xăng của mọi người trong nhà, là mặt trời nhỏ của họ. Việc hai người anh trai yêu quý đều rời xa cô, đó là một cú đả kích rất lớn đối với Lý Tiêm Tiêm lúc ấy. Và nó cũng là một cột mốc thời gian quan trọng cho sự trưởng thành của cô. Từ một cô em gái vô lo vô nghĩ được hai anh cưng chiều, không sợ trời không sợ bố cũng sẽ không bắt cô ấy đi thi phải xếp nhất, nay phải dần tự trưởng thành, làm gì cũng phải có trách nhiệm, không thể như trước được nữa. Điều này thật chua xót. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.